Xin chào tất cả mọi người á. Đây là hai cái cây phôi tứ quý ở mình trồng á. Bè lên nè. Đế cao khoảng cỡ 4 5 tấc à. Bè lên cho nó giữ ẩm cho bộ rễ, cho để đế nó nhôm cao mà để trời trọi quá nó khô rễ hết à. Nó tùy cây be chứ phải cây nào cũng đè be ha. Cây không có rễ thì không có cần be đâu. Cái này bữa hổm nó lú mầm á, trồng cái nó lên luôn. Lần đầu tiên á, chúng ta trồng mà chắc trồng đầu tiên chúng ta tưới đẫm trên đẫm nước á, tưới cho chắc trồng nó ướt đều hết. Chứ mà chúng ta tưới sơ sơ á, hoặc là tưới không có đẫm á, đó ít bữa bên trong á, ba cái nấm trắng nấm trấu rồi á, nó bọng bên trong, nó ăn đọng bên trong á, ăn cái rễ nó không có ra được, nó hư á. Mấy cái phôi nè, đó, mua phôi về để nó kéo nhựa thế nè, thậm chí lú mục luôn á, phá ra trồng rất là mạnh. Cái này nè, cái này nè, phá được ra, đừng có gấp á, kéo mặt cắt nè, kéo mặt cắt rễ ở dưới bắt đầu nó chớm á, cái mục nó lú ra, chúng ta trồng vô cái là rễ nó bắt cái nó lên mục luôn à, đó, như cái này bữa hổm trồng á. Đó, này nó lên đọt luôn rồi nè. Chứ thì chúng ta trồng gấp quá, mua phôi về phá trồng liền. Đó, để trong mát thì không sao, mà để ngoài nắng á, khi nó chưa lú mục được, để nắng á, nó táp vô cái thân nè, cháy cái thân cái hư cái cây luôn à. Hoặc là thích môi đế cao á, trong thời gian đó nó chưa có rễ ăn, chưa ăn được á. Đó, cái nó khô rễ, cái nó hư cây luôn á. Đế cao thì chúng ta bay lên. Đó, sau này nó mạnh chúng ta phủi be xuống. Trồng phôi sống rồi bắt đầu cắt ghép á. Cắt ghép rồi bắt đầu chăm sóc và có chơi. Cây này hôm nay tháo bạch nè, còn mấy cái nó bị rớt á. Rớt ghép dặm lại. Ghép dặm lại thôi. Trên đọt lên mạnh lắm. Cây này thì ghép hai giống siêu bông bình lợi với lại nhị ngọc toàn á, một cái đầu đóng hai bo, cái bo bình lợi viên bo nhị ngọc toàn, bo bình lợi bo nhị ngọc toàn á. Này đến Tết cho nó đổ bông anh em tham khảo chơi á, vừa kem mà vừa vàng. Ghép nhị ngọc toàn thì đa phần mình thấy nó đổ bông kem không à, một cái cây nó có 100 bông thì nó lọt cái chỉ khi có một bông á, một bông màu vàng à, coi không đã lắm. Kỳ mình cũng có ghép cây mà nó ghép lộn bo ha, nó trổ ra cái đã thiệt đã, vừa kem mà vừa vàng. Đến Tết hôm nay cho ta theo dõi á, nhị ngọc toàn với lại siêu bông bình lợi ghép chung một cây nè, một cái đầu đóng hai bo, hai bo là bình lợi với lại nhị ngọc toàn. Đó. Hai giống này cũng rất là mạnh đó. Ghép à, lên dữ lắm. Còn này bo bình lợi, này bo nhị ngọc toàn nè. Cây à, liền lạc như lực sĩ à. À, trong thời gian này á, cây nó khô chúng ta tưới ít nước á, không là chỉ phun sương thôi, lấy nước mưa rồi phun là nó lẹ giọt dữ lắm. Lúc này có mưa nè, chúng ta hứng nước mưa bỏ trong cái bình đó, chúng ta phun mà phun lên lá nè, nó giọt dữ lắm. Rồi, này trồng cây này cũng cỡ ra cả tuần ra này, bà quậy với cái thằng thuốc diệt nấm tới cho nó. Cái gói này này còn khoảng cỡ nửa gói, một cái gói này pha đúng liều lượng là 40 lít nè, để tưới ngừa nấm Ridomin nè, pha dưỡng rễ nào tưới vào cũng được nè, tưới chung. Rồi, chúng ta pha chung với N3M cũng được, 3N3M là dưỡng rễ, còn pha với kích rễ Atonic đâu có. À, còn đây
có cái này mình xài này luôn á, cái này thì là dưỡng rễ thôi, không phải kích đâu. Tưới gốc mà phun lá. Sau khi trồng mới năm đến 7 ngày sau khi trồng á. Rồi, một nắp này pha 20 lít là tới ha. Đây, nắp này tương đương với cỡ 40cc á. Này tưới tưới quý á, mai vàng hay tưới nhẹ hơn cũng được. Và nửa nắp cũng được á. Đây, quậy đều lên tưới thôi. Này, quậy đều lên á. Tưới đều cây hết. Nên chúng mình tưới cái này để ngừa nấm thôi nha. Còn khi nó bị rồi thì không có trị được. Để ngừa thôi. Chứ mà bị cái nấm trắng là tưới cũng không hết. Nấm trắng ta, ta phải dùng cái thuốc đặc trị. Tưới nó mới chết nấm trắng. Còn này là tưới ngừa nấm thôi. Cái nấm trắng là do chúng ta tưới vô chất trồng nè. Mà tưới không có đẫm nước. Chỗ khô, chỗ ướt. Chỗ khô thì nó bị nấm. Bị nấm nó ăn rỗng chất trồng. Sợ ba cái thằng xài mệt, ba cái trấu sống á. Nấm trắng à. Tưới ấm thấm đều chất trồng hết. Chùm cây phôi à, khoảng chừng tháng á. Tháng ta tưới dưỡng rễ một lần. Này chậu à, chậu 8 tấc à. Chứ không tưới chắc trồng nhiều thì tưới nhiều một chút, trồng ít thì tưới ít. Bên đây cũng chậu 8 luôn, hiện tại vẫn để trong mát. Chỗ này thì nó có nắng sáng thôi, sáng ngày nắng chừng tiếng mấy. Ba cái phôi này chúng ta kỹ nhất là cái hàng nắng chiều á, nắng chiều mà cái thân này nè, nó lúc mà nó chưa có ra rễ được, chiếu vô cái thân này là tróc da luôn, nó bị chết da luôn á. Chết da là cây mất giá trị rồi nè. Bị trồng phôi người ta tránh nắng chiều quá, nắng sáng chừng tiếng 2 tiếng được, chứ nắng nhiều quá cũng không được á. Tưới cho nó thấm đều chất trồng. Để ngừa bệnh nấm trắng thôi. Nấm trắng thì đầu tiên chúng ta vô phôi là phải tưới đẫm á, tưới cho nó rõ nước luôn, tưới đầm đìa luôn. Nhiều khi lúc mà sơ dừa chúng ta nè, nó bị quấn cục á, quấn cục nó không có tơi ra đó, chúng ta không có tưới đẫm là cái sơ dừa nó khô, nó không có rút nước vào được á, cứ nó cứ khô hoài á, để nó không có bắt vô được cái miếng sơ dừa đó. Thì phải tưới đẫm mà. Tưới đẫm mà, chảy chậu luôn. Rồi, mình vừa tưới xong hai cái này, một thùng bê. Ta trồng lên cứng ba cây đọt như cây này nè, thể ghép được rồi nè, đang ra cây thứ ba nè, hôm nay cỡ khoảng cỡ 2 tháng. Cũng tứ quý trồng lên cỡ 2 tháng à, cây này ghép được ra, ở dưới thật sự có rễ rồi, chột nó mập rồi nè, có rễ ghép mà nuôi lẻ lắm. Nhìn này có rễ à, mặt cắt mà không cắt nè, mồi hay có rễ ra ngay chỗ cái mặt cắt này nè, rễ mai ra đó. Rễ cộng rễ nè, anh em thấy không đó, cộng rễ này ha, nó ra từ cái mặt cắt này nè đó.
rễ ra mới chắc sống á, khi ghép sớm nó chưa có rễ, chưa có rễ ra thì khó nuôi lắm. Nhầm mấy cái này á, này dưỡng một năm mà tứ quý à, nuôi đôn lại nhìn đã lắm. Cái này một năm mà. Lá phè phè luôn, đã lắm. Mưa xuống nó tốt à. À, mấy này thì bắt đầu là cũng từ cái phôi làm lên á, à, cũng trồng vậy thôi. Đó. Mỗi năm thì thay chất trồng đâu, ém cho bó bầu cứng bầu, đó. Thì chơi hoài đó. Kiểm tra lâu, kiểm tra lấy tay sọt vô coi nó bị bọng bên trong á, bọng thêm chất trồng vô. À, có chơi. À, và chia sẻ với anh em. Cái này mưa xuống mấy đá mà tốt thấy sợ không? Phóng phà phà luôn. Cây mai rừng Khánh Hòa tốt à. Rồi, và chia sẻ với anh em à. Rồi, chúc anh em à, chăm thật tốt à.